khi bước vào khóa học thì mình thực sự là mình cảm thấy rất là hào hứng đối với cái chủ đề của ngày hôm nay, đó chính là cái chủ đề mà tuyển dụng nhân sự thời đại 4.0. Thế thì sau khi kết thúc khóa học 2 ngày thì mình cảm thấy là thực sự đây là một cái khóa học rất là ý nghĩa, cũng như là mình cảm thấy rất là trân quý những cái kiến thức mà anh Dũng đã đúc kết và chia sẻ với mình, cũng như là mình nhận được qua những câu chuyện của những anh chị trong đại gia đình HPR Holding cùng chia sẻ với mình mà trước đó thì mình chưa hề biết. Điều đầu tiên thì mình nghĩ hiện tại đó là sự may mắn, bởi vì mình rất là cảm thấy rất là may mắn bởi vì được là một thành viên của HBR Holdings, được có cơ hội để tham gia những cái khóa học có kiến thức rất bài bản, và quan trọng hơn nữa đó chính là được lắng nghe, được trải nghiệm những cái cây thực tế của doanh nghiệp bên ngoài, để từ đó mình có những cái góc nhìn khác và có những cái kiến thức để update cho công việc của mình. Cá nhân là một người làm công việc có liên quan đến nhân sự thì mình luôn muốn tìm những khóa học liên quan đến HR nói chung và đặc biệt là tuyển dụng. Sau 2 ngày thì mình đã thấy bớt mất phương hướng hơn trong công việc và tự tin nhiều hơn. Ba điều mà mình tâm đắc nhất trong cái khóa học 2 ngày lần này, điều đầu tiên đó là mình sẽ được truyền cảm hứng rất là nhiều từ cái người leader trực tiếp của mình, đó là anh Dũng. Điều thứ hai đó là mình được học về những cái quy trình, những cái kỹ thuật tuyển dụng 4.0, áp dụng công nghệ cũng như là truyền thông trong tuyển dụng rất là nhiều, ứng dụng marketing trong tuyển dụng. Và thứ ba nữa đó là mình có thể hiểu sâu hơn về cái ngành của mình, và từ đó thì mình sẽ đóng gói những cái tri thức đấy và ứng dụng vào trong những cái công việc hàng ngày của mình, đó là công việc về tuyển dụng. Điều đầu tiên thì mình nghĩ đó chính là cái sự mindset về tư duy. Mình đã thay đổi tư duy về việc làm tuyển dụng so với truyền thống. Đó chính là khi làm tuyển dụng hiện đại thì mình nên cần có sự tư duy về marketing nữa. Và thứ hai đó có một cái sự rất quan trọng, đó chính là trước khi mình bắt đầu tuyển dụng một vị trí nào thì mình cần phải hiểu rất rõ về hồ sơ của ứng viên, tức là đối tượng ứng viên là mình đang tìm kiếm họ là ai, họ có đặc điểm như thế nào, nỗi đau hay là mong muốn có như thế nào, để từ đó có thể đưa những cái kế hoạch content để có thể tuyển dụng đúng đối tượng nhất để phù hợp với doanh nghiệp. Và thứ ba đó chính là cái sự quan trọng, tầm quan trọng của trải nghiệm khách hàng, để từ đó mình có thể có những cái kế hoạch để nâng cao trải nghiệm của ứng viên, giúp doanh nghiệp có thể thu hút cũng như là giữ chân nhân sự. Bởi vì cái khóa học lần này của mình ấy thì được học chuyên sâu về những kỹ thuật công nghệ về tuyển dụng trong thời kỳ 4.0. Vì vậy là mình dự định thì sẽ áp dụng những cái kiến thức chính, thứ nhất là về phỏng vấn, kỹ năng phỏng vấn, báo cáo và đo lường về trong tuyển dụng. Và thứ ba nữa đó là về cái quy trình mà mình sẽ làm truyền thông tuyển dụng như thế nào và ứng dụng nó trong cái thời kỳ 4.0. Sau khóa học thì mình sẽ bắt đầu định vị lại giá trị của bản thân, cũng như là đẩy mạnh việc quảng bá thương hiệu cá nhân để hỗ trợ hơn cho việc tuyển dụng được hiệu quả và nhanh hơn. Mình nghĩ là cái điều đầu tiên mà mình sẽ thay đổi ngay sau khi kết thúc cái khóa học này, đó chính là cái việc mà mình sẽ chủ động hơn trong cái việc mình tuyển dụng. Trước đó là mình thường là tư duy theo cách cũ là mình sẽ đăng tải thông tin về công việc giải rác trên các kênh như là Facebook hay là một số những cái website tuyển dụng. Sau khi mình đăng xong thì mình sẽ chờ một cách thụ động là ứng viên gửi CV về. Nhưng mà bây giờ thì mình có một cái suy nghĩ cực kỳ thay đổi, đó chính là mình sẽ phải lên một cái kế hoạch truyền thông về vị trí mà mình muốn tuyển. Sau đó là chúng ta sẽ xây dựng những cái content và đánh vào những cái mong muốn của ứng viên trong thời điểm hiện tại, là ứng viên mong muốn như thế nào doanh nghiệp, thì từ đó là mình sẽ khai thác và mình sẽ có những cái nguồn ứng viên chất lượng và phù hợp với văn hóa của công ty. Mình nghĩ là với một ứng viên khi mà mình đi tìm việc, tìm một môi trường làm việc hoặc là bắt đầu vào một cái công ty, thì điều quan trọng nhất đó chính là bạn phải xác định được là bạn đang ở đâu và bạn cần gì ở một môi trường làm việc như thế nào. Tức là đương nhiên với bất cứ một nhân sự nào thì không chỉ là mình đi tìm một công việc mà mình sẽ phải tìm một sự nghiệp, đúng không? Ai cũng mong muốn như vậy. Nơi đó sẽ cho mình học hỏi và phát triển như thế nào và cái giá trị của mình sẽ tăng thêm như thế nào. Thì nếu như mà bạn đang tìm kiếm một cái môi trường như vậy thì HBR Holdings chính là một môi trường làm việc rất là phù hợp. HBR Holding không phải là một môi trường phù hợp cho những bạn chỉ muốn tìm kiếm một công việc đơn thuần và ổn định. Đây là một môi trường hoàn hảo để giúp các bạn phát triển và định hướng sự nghiệp của bản thân. Đối với bản thân mình ấy, thì mình tham gia tổ chức cũng chưa được lâu, thậm chí mình vẫn đang còn trong cái thời gian thử việc. Tuy nhiên thì công ty đã tạo điều kiện cho mình rất nhiều. Đến bây giờ là mình đã tham gia khóa thứ 3 của trường doanh nhân HBR rồi. Vì vậy thì mình sau những cái khóa học ấy của anh Dũng, của chị Thủy, thì mình cảm thấy là mình đã có cải tiến rất là nhiều trong cái công việc hàng ngày của mình luôn á. Mình thấy được cái hiệu quả Kaizen của mình hàng ngày luôn. Đó thì mình nghĩ là khi mà các bạn chọn cái môi trường HBR thì mình cũng phải đặt ngay một cái mindset đầu tiên, đó là việc học hỏi không ngừng. Vì công ty khi mà mình không muốn cải tiến thì công ty cũng đã thúc mình đi rồi. Và như thế thì nếu mà mình
không phù hợp với cái văn hóa đấy thì mình cũng không thể ở lại cái môi trường này lâu được. Đó, thì nếu như mà các bạn muốn trải nghiệm như mình, cũng có được những cái quyền lợi, cũng có những cái buổi học bổ ích như thế này, thì mình hãy tham gia vào tổ chức của mình nhé.